Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh sự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn khán giả yêu mến của Tin Mới. Việt Nam và Trung Quốc vốn dĩ là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, mối quan hệ giao hảo này lại chẳng hề nên thơ chữa tình. Bởi chưa một phút giây nào, người hàng xóm sát vách dừng lại dã tâm xâm chiếm chúng ta. Người ta nói, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Nhưng với Trung Quốc thì có chăng chỉ trực chờ Việt Nam tối đèn tắt lửa, chờ nuốt trôi cả dân tộc chúng ta mà thôi. Đặc biệt, những năm gần đây, đất nước tỷ dân này đang trên đà phát triển vượt bậc, thần tốc. Chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn luôn dưng dưng tự đắc và không ngại phô trương sức mạnh, lòng tham cũng như dã tâm bá chủ thế giới. Trung Quốc không ngại đối đầu với ông trùm thế giới cả về kinh tế, quân sự như Nga, Mỹ, nhưng vẫn có phần e dè, chùn bước trước dải đất hình chữ S của chúng ta. Đất nước sát sườn và bé, vậy lý do là gì? Hãy cùng Tin Mới đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Từ xưa tới nay, nước ta đã rất nhiều lần bị phong kiến phương Bắc xâm lược. So với ta, Trung Quốc luôn là gã khổng lồ hung hãn tàn bạo. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay, không một triều đại nào của Trung Quốc là không đưa quân sang xâm lược nước ta. Họ đã dốc toàn lực để đánh, thậm chí còn kích động các nước lân bang, đem lực lượng phối hợp với họ để đánh. Trung Quốc không chỉ đem binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, vũ khí dồi dào và thuốc men chữa trị rất chu tất, mà còn huy động tối đa trí tuệ của các nhà thông thái vào hàng bậc nhất quốc gia để bày mưu tính kế đánh ta, với ý định thôn tính lãnh thổ hoặc ít nhất là kiểm soát chính quyền đất nước ta. Thế nhưng, điều kỳ diệu là dù cho chúng có mạnh bạo tới đâu, thì kết cục tên cường hào phương Bắc vẫn chỉ là kẻ bại trận. Từ năm 1990 trở lại đây, mối quan hệ của Việt Nam-Trung Quốc cũng đã có tiến triển hơn, nhưng vẫn còn đó những đợt sóng ngầm. Trung Quốc bành trướng ngang tàng, vẫn tham lam muốn chiếm vùng biển Đông, nơi mà Việt Nam nắm giữ chủ quyền. Vùng biển này mang tính chiến lược. Hơn nữa, tại đây còn có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ mà chính quyền của Tập Cận Bình đang thèm khát. Căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, giới truyền thông nhà nước cùng một bộ phận người Trung Quốc ấu trĩ bằng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn cổ suý những hành động mang tính chất ngang ngược của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng. Song những người Trung Quốc hiểu biết nhận ra rằng, nếu bây giờ Trung Quốc gây chiến với các nước láng giềng, nhất là với Việt Nam, họ sẽ gặp tai họa lớn. Nhiều nhận định cho rằng, hiện tại Trung Quốc lo ngại phải đối mặt với Việt Nam hơn là Mỹ. Thứ nhất, trong lịch sử, Trung Quốc đã giáp mặt với Việt Nam quá nhiều lần, luôn tìm cách có thể thôn tính nước ta. Nhiều minh chứng của lịch sử đã cho thấy, mỗi thời điểm muốn thâu tóm Việt Nam thì Trung Quốc đều nhận về quá đáng. Trung Quốc hiểu hơn ai hết, quân đội Việt Nam lão luyện và vô cùng thiện chiến. Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ rơi vào cái bẫy. Cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 đã cho thấy Trung Quốc hao tiền, tốn của và sinh mạng như thế nào. Chỉ riêng trong trận Lạng Sơn, mỗi tuần Trung Quốc bắn gần 200.000 quả đạn pháo nhưng lại mất từ 4.000 đến 8.000 binh lính. Báo Trung Quốc đã nhận định, quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện. Họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ, cho đến khi chúng ta thất bại. Chúng ta không thể khinh thường họ. Người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá, và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói, chúng tôi đã rơi vào thời kỳ đồ nhôm khi mà xác máy bay Mỹ đã rơi lả tả trên đất Việt. Vì vậy, Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây ra chiến tranh. Nếu quan hệ của Mỹ và Trung Quốc chỉ là căng thẳng và ngang bằng, thì so ra với Việt Nam, cả Mỹ và Trung Quốc đều là những kẻ thua cuộc mà thôi. Thứ hai, kẻ bị cô lập. Khi gây hấn với Việt Nam ở thời điểm hiện tại, chẳng khác gì Trung Quốc đang đối đầu với cả thế giới. Nếu gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây, Mỹ cũng như là Nhật Bản. Không những thế, việc gây chiến với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc mất chỗ đứng trên trường quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay các nước phương Tây, và trong cuộc chiến truyền thông, Trung Quốc hoàn toàn bị động. Cuộc chiến sẽ làm cho Trung Quốc suy yếu dần, các lực lượng thù địch sẽ thừa cơ can thiệp vào Trung Quốc.
Hơn nữa, Việt Nam là đất nước mà đồi núi chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích lãnh thổ. Pháp, Mỹ, cả Trung Quốc từng nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn. Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích, nên việc sử dụng tên lửa, máy bay chiến đấu là chiến lược ngu ngốc. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sẽ không thể tiến bởi các dãy núi, vì vậy chắc chắn họ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, hao tổn về vũ lực cũng như binh lính. Điều quan trọng hơn hết, Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh cả về kinh tế và quân sự, nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, vũ khí Trung Quốc vẫn kém xa Mỹ và chưa được đánh giá cao, vì hầu hết các vũ khí của Trung Quốc vẫn đang là dựa trên các mẫu đã có của thế giới. Trong khi đó, Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới biết Mỹ đã từng mang tất cả những vũ khí mạnh và hiện đại nhất đến chiến tranh tại Việt Nam cũng không thể thắng nổi, thì Trung Quốc làm gì có khả năng ấy. Đất nước Việt Nam nhỏ bé đã chịu nhiều đau thương, mất mát từ chiến tranh nên yêu chuộng tự do hòa bình hơn bao giờ hết. Nếu nhìn lại về lịch sử các cuộc kháng chiến chống quân Trung Quốc xem là một trong những chủ đề lớn của lịch sử Việt Nam, ngoài những lý do đó, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy thăng trầm, có thắng, có thua, đầy sự tự hào, xen lẫn chút xót xa từ thời cha ông ta giữ nước. Thời Hồng Bàng, dưới thời này có hai cuộc chiến tranh Ấn, Văn Lang. Cuộc chiến tranh được xem là đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào thời nhà Ấn của Trung Quốc và thời Hùng Vương thứ 6 ở Việt Nam. Cuộc chiến này gắn liền với Triển Thiết Thánh Gióng. Cuộc chiến kết thúc với sự thất bại của quân đội nhà Ân. Chiến tranh Tần Âu Lạc, sau khi tiêu diệt 6 nước Sơn Đông, thống nhất Trung Quốc và lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy Hoàng tiếp tục ý định mở rộng lãnh thổ về phía Nam nhưng đã thất bại. Sau này ông lấy hiệu là An Dương Vương, thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, thành lập nước Âu Lạc vào khoảng năm 207 trước Công Nguyên. Thời Bắc thuộc chiến tranh Hán lĩnh Nam, năm 40 Công Nguyên, Trương Trắc và Trương Nghị lấy đất Mê Linh làm kinh đô. Chính quyền của hai bà tuy còn sơ khai nhưng cũng là một nhà nước độc lập tự chủ. Tới năm 42 Công Nguyên, nhà Hán Trung Quốc do Mã Viện cầm đầu đã đưa quân sang đánh. Chính quyền của hai bà Trưng bị thất bại, người Việt lại tiếp tục bị Trung Quốc đô hộ. Chiến tranh Đông Ngô Việt năm Mậu Thìn 248. Thấy quan lại thời Đông Ngô Trung Quốc tàn ác, dân gian khổ sở, bà Triệu bèn bàn với Anh việc khởi binh chống lại. Bà Triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì thua. Bà Triệu đã tuẫn tiết trên núi Tùng, nước Việt lại bị người Đông Ngô đô hộ cho đến năm 265. Chiến tranh Lương Vạn Xuân năm 541. Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa đã đánh đuổi được Thứ Sử Tiêu Tư nhà Lương. Sau 3 lần đánh bại quân Lương, những năm kế tiếp, Lý Bí tự xưng đế, tức Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544. Chiến tranh Đường Việt khởi nghĩa Hoàng Sào năm 874 đến năm 884 đã làm triều đình nhà Đường rung chuyển. Húc Thừa Dụ khi đó là hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, đã tiến quân ra chiếm đóng phủ tại thành Đại La. Tống Bình cũ, Hà Nội tự xưng là tiết độ sứ. Thời độc lập tự chủ 905 đến 1407, chiến tranh Nam Hán Việt, trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam, thời đó gọi là Tĩnh Hải Quân và chưa có quốc hiệu chính thức, do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Chiến tranh Tống Đại Cồ Việt năm 981, đây là một cuộc chiến tranh giữa Đại Tống thời Tống Thái Tông. Kết quả, quân và dân Đại Cồ Việt đã đánh bại quân đội Đại Tống. Sau cuộc chiến này, năm 986, Hoàng đế Đại Tống chấp nhận nhà Tiền Lê và ban chiếu phong cho Lê Đại Hành. Chiến tranh Tống Đại Việt từ năm 1075 đến năm 1077, đây là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch 1075 đến 1076. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt là một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Đại Việt đầu thời Trần, dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trước sự tấn công của đế quốc Mông Cổ, thắng lợi quân sự của phía Đại Việt gắn liền với tên tuổi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lịch sử Việt Nam xem cuộc chiến này là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc.
Bắc thuộc lần thứ tư từ năm 1407 đến năm 1427, chiến tranh Minh Đại Việt khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra trong bối cảnh rất khó khăn. Khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427 là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập cho đất nước Đại Việt và sự thành lập nhà Hậu Lê. Khởi nghĩa Lam Sơn là một tiếng vang lớn, chứng tỏ rằng nước Việt Nam là của người Việt Nam. Quân địch hung tàn nhưng không thể thắng được chính nghĩa. Mối duyên nợ của Việt Nam và Trung Quốc chưa thể dừng lại. Khi vào thời độc lập năm 1428 đến năm 1858, chiến tranh Thanh Đại Việt, trận đánh Ngọc Hồi Đống Đa hay chiến thắng Kỷ Dậu là trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang do sự cầu viện của vua Chiêu Thống nhà Hậu Lê. Trận Ngọc Hồi Đống Đa khẳng định sự tồn tại của nước Đại Việt trước sự xâm lược, chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Chiến thắng này còn đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc cai quản đất Bắc Hà và trong quan hệ với nhà Thanh. Thời cận đại và hiện đại, chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc năm 1979, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Chiến tranh biên giới Việt-Trung bắt nguồn từ quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia. Cuộc chiến kéo dài khoảng một tháng, với thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho cả hai phía. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc bị Việt Nam đẩy lui, hoàn thành rút quân vào ngày 18 tháng 3 năm 1979. Sau khi chiếm được các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn vùng biên giới, Việt Nam tuyên bố chiến thắng do đã đẩy lùi được quân Nam Chinh Trung Quốc. Mục tiêu của Trung Quốc buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia không thành, nhưng cuộc chiến đã để lại hậu quả lâu dài. Đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước, xung đột vũ trang tại biên giới còn tiếp diễn thêm 10 năm. Hơn 13 năm sau, quan hệ ngoại giao Việt-Trung chính thức được bình thường hóa. Có thể thấy tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại, nhưng ngược lại tình yêu đất nước, những trang sử hào hùng của Việt Nam cũng ngày một nhiều hơn. Khán giả yêu quý có cảm nhận như thế nào? Hãy cho Tin Mới biết ý kiến của mình bằng cách comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe cho kênh của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.